Hello bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Tự học Tarot cùng Thu Anh và mình là Thu Anh. Mình ở đây để đem đến cho bạn những bài giảng ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu nhất về bộ môn Tarot cũng như là các hình thức bói bài, các kiến thức về huyền học khác. Rồi, thì trước khi vào với bài giảng ngày hôm nay, các bạn đừng quên có thể đặt lịch xem trải bài riêng hoặc là học Tarot một kèm một với mình qua fanpage Tự học Tarot cùng Thu Anh. Ngoài ra là ngay trên đầu cái fanpage đó mình có một cái bài ghim, đó là lịch trống của mình. Có ngày thì mình sẽ chuyên xem bài, có ngày thì mình sẽ chuyên dạy kèm tarot. Tuy nhiên là mình cũng có thể linh động, cái đó các bạn nên trao đổi riêng với mình nha. Rồi, ngoài ra các bạn có thể đặt lịch xem trải bài, lá số chiêm tinh qua fanpage chiêm tinh cổ học, hoặc là đặt mua vật phẩm phong thủy đá thạch anh qua fanpage tiệm phong thủy của Thu Anh. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Và hôm nay thì chúng mình sẽ đến với tập đầu tiên trong một cái series cũng không hẳn là mới, đó là series về bài trà. Thật ra nếu bạn nào đã theo dõi mình từ lâu thì có thể biết là mình đã từng làm series này. Tuy nhiên, mình đã xóa cái series đấy đi, mình làm rồi mình xóa. Lý do là bởi vì mình cảm thấy cái series đó không được chất lượng. Mình không hài lòng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ mình tạo ra, hoặc là cái content mình tạo ra, thì mình sẽ có xu hướng là muốn làm lại. Cái này nó xuất phát từ cái tính cầu toàn theo chủ nghĩa hoàn hảo của mình. Đó, thì bây giờ mình sẽ làm lại cái series này mượt mà hơn, chỉn chu hơn nha các bạn. Rồi, tập đầu tiên trong series bài trà ngày hôm nay chúng mình sẽ đến với tổng quan về bói bài trà, hay còn gọi là Tea Leaf Fortune Cast. Thì mình đã viết cái bài tổng quan này trên fanpage Tự học Tarot rồi, các bạn có thể lên đó để đọc. Ngoài ra bạn nào mà không thích đọc, lười đọc, muốn nghe thì theo dõi video này. Ok. Ngoài Tarot, Oracle hay là bài Lenormand thì bói bài trà Tea Leaf cũng là một trong những hình thức bói bài khá là thông dụng và dễ hiểu, dễ học. Thậm chí mình thấy nó còn dễ hơn cả Tarot hoặc là Lenormand. Đó, thì bài giảng này sẽ giới thiệu cho bạn tổng quan về một bộ bài trà, về hình thức bói trà truyền thống nha các bạn. Và những tập tiếp theo thì có lẽ là chúng mình sẽ cùng đến với hình thức bói bài và đi chuyên sâu vào từng lá bài. Rồi, trước khi đến với cấu tạo thành phần của một bộ bài thì mình sẽ nói qua một chút về bói trà truyền thống. Nếu mà bạn nào đã từng xem bộ phim Harry Potter và tù nhân Azkaban rồi thì các bạn sẽ nhớ rằng là có đoạn ba người bạn Harry, Ron và Hermione cùng tham gia một lớp học tâm linh chuyên về bói trà, tiếng Anh đọc là Tessomancy. Và đây là hình thức bói toán bắt nguồn từ phương Tây từ rất lâu về trước, khi mà việc uống trà và cà phê trở nên phổ biến ở nơi đây. Đấy, hình thức bói toán này cũng giống như là các hình thức tâm linh khác, đó là diễn giải thông điệp dựa trên hình ảnh biểu tượng. Mà cụ thể biểu tượng ở đây là biểu tượng của cái bã trà và bã cà phê ở dưới đáy cốc, đáy tách sau khi mà các bạn uống trà xong. Đấy, thì đầu tiên nhá, là người xem hay là còn gọi Quirin sẽ rót trà ra tách, và trong quá trình uống, Quirin tập trung vào những câu hỏi của bản thân này, hay tập trung nguồn năng lượng vào cái tách trà này, và Quirin sẽ được bạn reader hỏi về các vấn đề, nói chung là kiểu trao đổi qua lại để hai người có kết nối năng lượng sâu sắc hơn. Và sau khi mà uống trà gần xong, còn một chút nước thì ngừng uống và xoay cốc theo chiều kim đồng hồ để bã trà, bã cà phê có thể trải đều ở đáy cốc. Sau đó thì đưa cốc cho bạn reader để bạn ấy đọc diễn giải thông điệp đến từ bã trà. Thì đó là về hình thức bói trà truyền thống. Đấy, thế thì bài trà này là được lấy cảm hứng từ cái việc bói trà đó. Đấy, tác giả đây là Ray Hepburn. Đấy, được vẽ thì bởi người khác, nhưng mà cái người mà nghĩ ra cái bộ bài trà này thì là cô Hepburn. Đó, thì cái cô này á, trong cái quyển sách hướng dẫn nó có nói một chút về cô này. Đây, mặt cô ấy đây, là một nhà thiết kế thời trang người Anh. Được chưa? Đấy, từ nhỏ bà đã được thừa hưởng kiến thức phong phú của gia đình về tâm linh huyền học, được người dì của bà dạy cho bộ môn bói trà, và sau này thì bà đã lấy cảm hứng từ cái bói trà đó để phát triển cái bộ bài trà này. Lý do là bởi vì thứ nhất là bói trà khá là bất tiện. Bói bằng tách trà khá là bất tiện bởi vì bạn phải pha trà,
bạn phải uống trà. Đấy, và sau đó là bạn phải nhìn vào cái tách trà đấy, nó sẽ bất tiện hơn rất là nhiều so với việc bạn sử dụng một bộ bài. Bạn có thể mang đi mọi lúc mọi nơi, bạn không cần nước sôi để pha trà, đúng không nào? Đấy, cái thứ hai là bói trà là một hình thức bói không quá phổ biến. Cũng nó cũng phổ biến nhưng mà nó giống như là nó không được nghiên cứu chuyên sâu. Thế nên là khi mà người ta muốn tìm hiểu về bói trà có rất là ít tài liệu về bộ môn này. Và có đến tận, và chúng ta phải ghi nhớ đến tận 500 hình ảnh biểu tượng của bói trà. Đó, thế nên là tác giả Hepburn đã nảy ra ý tưởng như thế này để giúp cho chúng ta, giúp cho những người tìm hiểu về bói bài tâm linh như chúng ta có được hình thức bói trà dễ dàng hơn, hứng thú hơn với bộ môn này. Đấy. Thế thì trong một cái hộp bài trà này có những gì nhá? Cái này thì mình mua khá là lâu rồi nên mình không nhớ về giá tiền lắm, tầm 500, 600 hoặc là hơn, mình không rõ lắm nhưng chắc chắn là dưới 1 triệu nha. Thì đây là bộ bài out, tức là hàng thật. Còn nếu mà các bạn mua fake thì sẽ rẻ hơn. Nhưng mà dĩ nhiên là mình thì không phản đối mua fake, nhưng mà mình không khuyến khích các bạn mua fake, bởi vì mua bài thật thì sẽ nó thể hiện cái sự văn minh thôi. Đấy là bạn đóng góp, không phải đóng góp nhưng mà bạn, thế là sao nhỉ, bạn không tiếp tay cho những người in bài lậu kiếm tiền, mà đây là bạn đang trực tiếp đưa tiền cho nhà sản xuất, cho tác giả. Đó. Và chưa kể là chất lượng của bài out nó sẽ xịn hơn bài fake rồi. Đấy là điều chắc chắn rồi. Đấy. Thế thì trong một cái hộp bài trà như thế này, khá là to, có những gì? Đấy, hộp bài như thế này nha. Trong đây có ghi này, gồm có 200 lá bài hình tròn. Mỗi lá có đường kính là 3,25 inch hay còn gọi là hay là tầm 8,25 cm, gồm 182 lá biểu tượng, 12 lá tháng và 6 lá astral house, tức là 6 lá mà về các khía cạnh trong cuộc sống là hôn nhân này, tình yêu, thành công, tài chính, sự nghiệp, hạnh phúc. Đó. Và một cái túi để mix các lá với nhau và một cái quyển sách hướng dẫn gồm 98 lá. Ok nhá. Cái này giống như review luôn rồi. Đây là sách hướng dẫn nha các bạn. Trong sách này cũng khá là cụ thể, có nói về lịch sử này, lịch sử phát triển của trà, bói trà, rồi hướng dẫn cách xem ứng dụng của bài trà, xong rồi chi tiết từng lá bài. Đó. Thì trong quyển này là có hết. Bạn không cần phải tìm tài liệu trên mạng hay ở đâu cả. Nếu mà bạn đọc được tiếng Anh thì có quyển này là ok rồi. Đây là túi để mix bài. Đấy, mình thì không hay dùng cái túi này lắm. Mình cứ xào bài vậy thôi. Xong rồi bạn có thể để tất cả những cái lá bài ra một cái đĩa, cái mâm lớn, sau bạn xào 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 nó lên, rồi bạn rút từng lá. Giống như là mình hay làm trên kênh Magic Shop của mình á. Đó, thì trong cái bộ này sẽ có 3 bộ, 200 lá chia làm 3 phần, 3 bộ khác nhau. Bộ màu đỏ là nhiều nhất, 128 lá biểu tượng. Tác giả đã rút gọn 500 biểu tượng của bài trà truyền thống, bói trà truyền thống xuống còn 182 lá bài biểu tượng. Rút từ 500 xuống 182 đó. Và bộ thứ hai là bộ màu xanh lá, hay còn gọi là bộ Astral House. Nó sẽ gồm 6 khía cạnh lớn trong đời người: tình yêu, hôn nhân, tài chính tiền bạc, thành công, hạnh phúc và sự nghiệp. Ok nhá. Và cái bộ màu tím, tháng trong năm thì gồm các tháng 12 tháng, đây tháng 9 này, tháng 10. Đấy, nói chung là các tháng nó sẽ ghi bằng tiếng Anh. Cả bộ bài là bằng tiếng Anh. Ok chưa? 12 lá. Chúng mình có thể sử dụng cái bộ bài là tháng này để các bạn xem trải bài năm hoặc là trải bài cho vài tháng tiếp theo. Và cuối cùng là cái bộ màu hồng, màu đỏ, tea leaf, 182 lá biểu tượng. Thì có rất là nhiều các biểu tượng khác nhau. Biểu tượng về cỏ bốn lá này, biểu tượng mặt trời mọc này, biểu tượng hoa này,
Và bạn thấy là mỗi ở dưới mỗi biểu tượng đều có từ khóa. Thế nên là bạn cũng không nhất thiết là phải đọc cái diễn giải trong cái quyển sách hướng dẫn thì bạn mới đọc được lá này. Không cần đâu, bạn chỉ cần đọc cái từ khóa ở đây là bạn cũng có thể nói được rất nhiều rồi. Còn nếu mà bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu thì bạn nên đọc thêm sách. Đấy, nhưng không cần thiết, cái này là optional. Đó, thì chúng ta có rất là nhiều lá như vậy. Rồi, thì đó là cấu tạo thành phần của một bộ bài tarot. Của một bộ bài trà. Tập tiếp theo thì mình sẽ nói về ứng dụng của bài trà hoặc là các cách thức xem bài. Thì mình sẽ giới thiệu cho bạn ba cách thức mà tác giả đưa ra. Đó là xem theo năm, xem theo tuần và xem theo astral house, xem theo khía cạnh trong cuộc sống. Tuy nhiên là đấy là cái hình thức tác giả đưa ra, tức là tác giả giới thiệu vậy thôi, nhưng không bắt các bạn phải nghe theo đó. Và bạn có thể được tự do sáng tạo sử dụng bài trà cho những cái mục đích, cho cái cách xem khác đó. Các bạn có thể trải theo kiểu tự do giống như mình. Mình thì rất là hay trải tự do. Các bạn có thể mix bài trà với bài tarot, bài oracle. Tuy nhiên có một lưu ý, đấy là bài trà ấy, thì chủ yếu là xem dự đoán thời gian tới, một năm tới, một tháng tới, một tuần tới. Còn nếu mà bạn muốn có một cái khúc mắc nào đó, một cái tổn thương ở bên trong mà muốn được lắng nghe cách giải quyết, phương hướng giải quyết, thì mời bạn tìm đến tarot. Hoặc là bạn muốn nhận được cái lời khuyên thông điệp tốt từ vũ trụ thì mời bạn tìm đến bài oracle. Đó, thì còn bài trà thì cái chức năng tác dụng chính là để diễn giải, để bói toán thôi. Để bói toán, để dự đoán thay vì phân tích vấn đề giống như tarot. Ok nhá. Giờ thì mình xin phép được dừng bài giảng ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên ủng hộ kênh Magic Shop, tức là kênh còn lại của mình, kênh chuyên để trải bài chung nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn một lần nữa. Bye bye.